Xót xa, 23 người con nuôi của Phi Nhung tự vấn khăn tang cho nhau. Gương mặt hồn nhiên ngây thơ của các bé trước di ảnh Phi Nhung khiến khán giả rưng rưng nước mắt. Trưa ngày 28 tháng 9, ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn một tháng chống chọi với bệnh Covid, hưởng dương 51 tuổi. Sự ra đi của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi xót xa, đặc biệt để lại đàn con nuôi tuổi đời còn quá nhỏ. Phần đông các bé là trẻ mồ côi được giọng ca trữ tình cứu mang, nhưng lại mồ côi lần nữa. Sáng ngày 30 tháng 9, Đức Hiếu, một người con nuôi của cố ca sĩ, chia sẻ hình ảnh đàn em thơ trong buổi lễ cầu siêu cho mẹ. Nhìn hình ảnh các bé tự quấn khăn tang cho nhau mà nhiều người không khỏi xúc động. Trước di ảnh mẹ, biểu cảm hồn nhiên ngây thơ của các em nhỏ khiến ai nấy đều rưng rưng nước mắt xót xa cho các em. Các con nuôi Phi Nhung trong buổi lễ cầu siêu cho mẹ. Ca sĩ Phi Nhung có 24 người con, ngoài con gái ruột Wendy Phạm đã lớn, giọng ca trữ tình còn có 23 người con nuôi, phần đông là những đứa trẻ mồ côi tuổi đời còn rất nhỏ. Ngày 27 tháng 8, quản lý Phi Nhung xác nhận nữ ca sĩ nhiễm bệnh Covid được chăm sóc y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trước đó, cô có hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện Gia An 115. Theo tiết lộ của con gái ruột Phi Nhung từ Mỹ, nữ ca sĩ nhiễm Covid nặng, không thở được, cần đến bác sĩ và máy trợ thở. Một tháng qua, Phi Nhung đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, được biết từ ngày 21 tháng 9, sức khỏe của nữ ca sĩ có chuyển biến xấu khiến nhiều người lo lắng. Trưa ngày 28 tháng 9, Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Được ủy quyền từ gia đình Phi Nhung, nghệ sĩ Việt Hương sẽ đại diện gia đình tại Việt Nam, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để lo hậu sự cho đàn chị. Hiện tại, thông tin cụ thể về tang lễ cố ca sĩ Phi Nhung chưa được Việt Hương công bố. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi video mới mỗi ngày.